Rồi hello nha, xin chào bạn. Rồi, vui các bạn quay trở lại kênh Sao Rẻ Hiếm Com nhé. Chuẩn bị gửi quả công tơ V2 này cho anh Thịnh ở Airsoup Đắk Lắk nhá. Cho bạn xem luôn. Đấy, test hàng chứ thử đi. Một test hàng hai này cho bạn xem luôn quả công tơ V2 gửi về cho anh Thịnh ở Airsoup Đắk Lắk. Đây là mô hình mình lắp sẵn rồi. Để cho bạn xem luôn đây, các bạn xem nhá. Bộ này hơi hay luôn đây. 61W luôn này. 61.77W, tắt đèn thì chọn dễ nhìn này. 61W, bóng này là bóng 60W, các bạn nhìn này. Đây, bóng 60. 60 nhưng mà bóng sợi đốt nó đo sẽ không chuẩn được. Nó xong khoảng tầm sai số của cái bóng này. Khi sản xuất nó sẽ vênh tầm 1W là đạt yêu cầu. Đây, chọn xem. Đấy, bóng sợi đốt. Riêng những bạn nào mà dùng chiếc đồng công tơ V2 thì hay luôn. Chiếc này dùng để đo điện trong gia đình của các bạn nhé. Cái này gửi về cho anh Thịnh ở Airsoup Đắk Lắk. Chiếc công tơ V2 này. Bộ này dùng để đo điện nhà các bạn. Xem là điện nhà các bạn là đang là điện bao nhiêu, tiêu thụ bao nhiêu điện, tổng số bao nhiêu số điện đang sử dụng sẽ báo hết trên này cho các bạn. Cực kỳ hay luôn đây. Cho bạn xem qua về thiết bị này. Đây là sản phẩm này, là bộ này nó đo 100A. 100A mà nhân với thì nó sẽ khoảng 22.000W. Nhưng mà thường trong gia đình mà dùng thì ít ai dùng đến 22.000W lắm các bạn ạ. Thường nó dùng đến khoảng 10.000 là kinh lắm rồi. 10.000 mà gia đình dùng là sẽ phải dùng 5 cái máy lạnh nó chạy. Mà 10.000 nó đốt tức là một số, 1 giờ hết 10 số điện. Thì 10 số điện thì một ngày của nó hết tầm gần 100 số điện các bạn ạ, tởm luôn. Để gia đình mà dùng thế thì kinh lắm bạn ạ. Thường nhật là gia đình chả ai dùng thế cả. Công sở nó hay dùng thôi. Bộ này là dùng lắp trong gia đình hoặc là trong các tủ tổng đều lắp được nhé. Đây cho bạn xem. Thông số của nó chạy tối đa được 100W. À 100A. Đấy. Công tơ điện tử V2 6 thông số. Đấy, bây giờ mình sẽ cho bạn xem tiếp cái nữa rất hay luôn. Đây, xem cái cách lắp đặt nhé. Bởi vì có nhiều anh có hỏi về cái bộ này và test cho anh Đạt, anh Thịnh ở Airsoup Đắk Lắk anh xem luôn. Đây. Chờ chút mình che đi ạ, nó hơi nắng nó chói. Rất là khó nhìn cái bộ này. Đấy, các bạn sẽ nhìn rõ hơn này. Để nhà các bạn nhìn dễ hơn này. Nó đang báo tầm 62W, 62W nó đạt rồi. Đo khá rất là chuẩn luôn. Cái đèn này của nó sáng với tầm ấy. Đây, mình sẽ cho bạn cách xem cách lắp đặt bộ này nhé. Đây là cách lắp đặt của cái bộ này nhá. Bộ công tơ điện tử V2 này cho bạn xem luôn này. Đây. Ở đằng sau nó có bốn cái dây như thế này. Đây mình cho bạn xem luôn này. Nó đang có điện đấy nhá, nên phải thật cẩn thận. Mình đang lắp mà đang có điện đây này. Nó có bốn cái dây này, 1 này, 2 này, 3 này, 4, mình rút điện đấy. Cho an toàn đây, rút điện ra xong này, an toàn này. Đây bốn cái dây này. Cho dễ hình dung luôn này, để các anh Thịnh anh có thể xem luôn cách lắp này. Bốn cái dây này. Hai cái dây này là hai dây cấp nguồn cho thiết bị này, chính là lỗi mình cắm này. Đây chính dây này. Nó có đầu pha lửa pha nguội. Anh nhìn anh Thịnh xem kỹ nhá, các bạn xem kỹ nhá. Nó có pha lửa pha nguội. Thì cái pha nào, cái pha lửa này thì các bạn khi cắm vào ổ điện ấy mà các bạn sẽ phải dò pha lửa ở đây và pha nguội ở đây. Đây chính là cái phích cắm này này. Các bạn phải dò đúng pha lửa và pha nguội vào đây. Còn hai cái dây này, 1 2 sẽ là dây của cái bộ đo này. Cái cục từ để đo xem là cái thiết bị nhà bạn ăn bao nhiêu. Thì cái dây này các bạn sẽ lắp ở phía sau cái công tơ nhà các bạn. Sau công tơ tức là sau cái áp tổng nhà các bạn thì sẽ lắp cái này. Áp tổng lắp này và nó có chiều dòng điện đi qua này. Đấy. Nhìn kỹ nhá, chiều dòng điện đi qua này. Tức là từ cái áp tổng sẽ đi vào đây, sau nó qua bên này. Đấy, nó sẽ đi xuống dưới như này, chiều lao xuống nha. Là chính là tác dụng của bộ đo này. Đấy, đây là bộ từ đo. Đấy, gắn cách từ cách đo sẽ đơn giản như vậy thôi. Dây từ sẽ qua đây, kẹp vào đây xiên vào. Đấy, tác dụng của dây từ. Cho bạn xem một cách lắp luôn. Ở đây khi lắp nó có vấn đề phát sinh là anh như anh Thịnh nhưng mà các bạn lắp nhưng mà bị tình trạng là lắp xong mà nó cái số này nó không chạy. Tức là nó không báo số luôn. Đấy như thế này ạ. Đây mình cho bạn xem. Mình như anh chưa hình dung ra cái này. Đây mình sẽ cắm điện cho bạn xem nhá. Có điện này. Khi lắp vào nhưng mà cái số này nó là 0.00W thì các bạn sẽ đảo cho mình cái dây này. Dây 12 này. Dây 12 đảo đi. Thì cái dây đo này sẽ đảo lại. Cộng xuống dưới trừ lên trên. Hoặc là cộng trên trừ dưới đều được.
Còn khi các bạn lắp vào nhá, các bạn có thể đảo dây cho mình cái dây này. Tức là bạn phải đo đúng cái dây pha lửa pha nguội vào đây cho mình. Lửa nguội đây. Phải lắp đúng cho mình cái này nhá. Bởi vì cái dây lửa nguội lắp sai là đồng hồ nó cũng sẽ không báo. Nó sẽ báo là 0.00. Đấy, bộ này đặc biệt nó chạy như vậy. Cho các bạn hình dung ra cách xem. Cách sử dụng của bộ này đây. Đấy, khi lắp xong mà chỉ số không hiện, chỉ cần đảo ngược lại thôi là xong. Bộ này là có pin lưu ở trong, nó sẽ lưu lại cái giờ hoạt động. Khi mà chẳng may mất điện hoặc là cắm điện trở lại thì nó vẫn sẽ lưu lại cái số điện này. Một số hộ là lắp cho nhà trọ là sẽ dùng cái này. Đấy, một số nhà trọ là họ chơi là lắp cái này luôn mà rất là hay luôn thì hiện đại. Các bạn muốn bộ này là sau một như của mình nhá, sau một tháng mà mình không dùng. À, từ một tháng mình dùng xong thì mình sẽ bấm cái nút này để reset này. Dí nút này nhá, như thế này. Dí liền. Nó sẽ báo như này. Đấy. Đấy, nó sẽ reset về 0 và 0. Thì bộ này sẽ đo lại số kilowatt điện từ ban đầu. Đấy. Dành cho những bạn nào mà thích lắp ở gia đình hoặc là ở nhà để đo điện ấy. Tức là cứ khoảng tầm đến bao nhiêu thì các bạn phải biết được là tháng này mình dùng nhiều điện hơn hay tháng này dùng điện hơn thì dùng bộ này để kiểm soát điện nhé. Cực kỳ hay luôn. Công tơ V2. Đấy. Gửi đi cho anh Thịnh ở Airsoup Đắk Lắk test hàng trước khi gửi đi cho anh xem và các bạn xem. Điện ở chỗ mình rất là khỏe luôn, 230 này. Cực khỏe luôn. Điện mà nó xuống 180 thì yếu lắm, không chạy được cả bóng đèn luôn. Đấy, test cho các bạn xem. Xong rồi. Bây giờ đến phần mình gửi cho anh đi thôi. Rút dây ra. Lôi cái dây ra ở trong. Đấy. Dùng tô vít vặn ra. Vặn cái dây pha này ra. Bộ sản phẩm này gửi đi là sẽ có cả một cái hộp nhá. Đây là cái test hàng trước như vậy, còn gửi đi là sẽ có hộp để lắp vào. Bởi vì lắp vào trong hộp này nó sẽ an toàn hơn này. Và các cái dây điện các bạn giấu vào bên trong được rất là tiện. Đây mình cái hộp nhá. Các bạn mua sẽ có cái hộp được tặng kèm như này. Đấy, hộp sản phẩm sẽ như này các bạn nhé. Nhìn thì phê lòi luôn. Đấy, lắp cực kỳ dễ và đơn giản. Còn đây là những cái thông số mình gửi đi thì sẽ có những cái này. Đấy, cho bạn xem. Còn cách lắp thì nó đơn giản quá rồi, nó chả không cần phải hướng dẫn nhiều nữa. Thường thấy các anh về anh tự lắp hết rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái bộ nhà mình đang lắp nhá. Đang dùng thử luôn, thực tế đang dùng. Đây là bộ công tơ nhà mình đang dùng nhá. Nhà mình thì đang lắp bộ hòa lưới. Hòa lưới điện để trừ tiền điện, thành ra là cái công tơ nó báo về không hết các bạn ạ. Mặc dù ở trong nhà quạt đèn tivi đang chạy luôn. Đây, quạt camera đang chạy đây. Khi mà trời lắp trên nóc này. Đấy, đây. Đây. Đây là bộ hòa lưới nhà đang lắp nhé. Cũng có đồng hồ báo luôn này, đây chính cái đồng hồ mà các bạn xem này. Đấy chính là đồng hồ này. Đấy cái đồng hồ mà các bạn thấy mình chuẩn bị chuyển đi chính là cái này. Cái này bản độ màn hình nhá. Đây có lại thế này. Hai màn hình này, bản độ này. Độ thêm màn hình, độ thêm màn hình nhìn nó chuyên nghiệp hơn nhiều. Phê hơn. Rồi, cảm ơn đã theo dõi clip mình hôm nay nhé. Chúc bạn tìm được cái bộ công tơ V2 ý nhé. Bye bye.